ở nhà của quý vị. Hôm nay cái chương trình đi hát show ở đội Tân Minh ghé nhà một người em trai đó là Hồng Sô Trọng Nhân, hai vợ chồng là hết sức tuyệt vời. Trước khi đang về lại thành phố, bạn cũng xin lưu niệm lại bắt đầu đồng bộ một sáng tác cái bài thi của chú Sô Dạ Ngô Hồng Thanh, bài hát mang tên Lời Lười Hát Rong. Nếu em là các chân quân thì anh sẽ biến thành chàng tư mà trời phúc hưởng công quan cho nỗi nhớ. Thank you.
đi cà mau ai đàn tới giá cô người ta cũng thôi không không biết nhất là đã chắc chắn con trở thành già tinh mà chúng cũng muốn cô qua cho mỗi nhớ riêng em lời tình của anh, cả tình của em, ta tình